Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube của Samfastcom và mình là Nhàn Nguyễn. Và trong tuần vừa qua chúng ta đã có rất nhiều những tin tức nổi bật của Samsung đã được diễn ra. Và bây giờ hãy cùng mình điểm lại xem những tin tức nổi bật đó là gì các bạn nhé. Ok, và nếu xem thấy thích thì đừng quên ấn like, share và subscribe cho kênh YouTube của Samfastcom để thể hiện mình là một Sam fan chân chính. Ok, bắt đầu thôi. Và một tin đồn vừa xuất hiện trên Twitter cho rằng Samsung sẽ nâng cấp Galaxy A của họ vào năm tới. Và theo như thông tin này cho biết thì sẽ có Galaxy A11 cho đến Galaxy A91 sẽ được nâng cấp. Và cũng theo như thông tin này thì đa số các smartphone sẽ đều được trang bị ít nhất là 3 camera. Bên cạnh đó thì những bản cao cấp thì sẽ trang bị thêm cảm biến TOF. Và như các bạn đã biết thì cảm biến TOF, công nghệ này đang ngày càng phát triển. Và Nhàn nghĩ là chúng ta nên hy vọng rằng một ngày nào đó cảm biến này sẽ được xuất hiện trên Galaxy A. Và các bạn cảm thấy như thế nào về thông tin này? Hãy để lại ý kiến của mình thông qua phần bình luận ở dưới anh em nhé. Theo như một thông tin báo chí mới nhất của một công ty phân tích thị trường châu Âu cho biết thì trong quý 2 năm 2019 thì Samsung đã dẫn đầu tại thị trường châu Âu với số lượng smartphone bán ra tại đây. Và 40.6% thị phần thì Samsung đã dẫn đầu thị trường này. Và cũng trong quý 2 năm 2019 thì Samsung đã bán ra khoảng 18,3 triệu chiếc, cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái là 15,3 triệu chiếc. Và doanh số đến từ dòng Galaxy A chiếm hơn 20%. Và smartphone bán chạy nhất tại đây đó chính là Galaxy A50, theo sau đó chính là Galaxy A40 với 2,2 triệu chiếc. Và cũng theo như công ty này cho biết thì Galaxy A10, Galaxy A20e, Galaxy A50 đó chính là những smartphone thu hút khách hơn cả những smartphone khác tại thị trường này. Và mình nghĩ cũng đúng thôi, bởi vì những điện thoại của Samsung vừa rẻ vừa nhiều phân khúc và hàng lại chất lượng nữa thì nhiều người lại chọn lựa là đúng rồi, đúng không anh em? Và thông tin tiếp theo đó chính là một smartphone mới đây được cho là có tên mã của Galaxy M10s đã nhận được chứng nhận Wi-Fi. Và Galaxy M10s dự kiến sẽ là bản nâng cấp so với Galaxy M10 nhưng nhỏ hơn. Và nhận được chứng nhận Wi-Fi thì chứng nhận một điều là máy đã sẵn sàng ra mắt trên thị trường. Wi-Fi Alliance xác nhận Galaxy M10s sẽ được chứng nhận Wi-Fi BCN, WPA, WPA2 và Wi-Fi Direct. Nó cũng sẽ được hỗ trợ Wi-Fi 2.4GHz chạy trên băng tần đơn. Và giống như phiên bản Galaxy M10, Galaxy M10s sẽ được chạy trên nền tảng Android 9. Trước đó Galaxy M10 cũng sử dụng chip Exynos 7870 và cũng chạy trên nền tảng Android 9. Và Note 10 và Note 10 Plus đã ra mắt nhưng mà giá mỗi bên thì sẽ mỗi khác nhau. Và phần quà cũng vậy, chả bên nào giống như bên nào cả. Nhưng về độ ngon của mỗi phần quà đấy thì anh em khỏi cần phải bàn. Cho nên lưu ý đầu tiên ở phần này đó chính là anh em cần phải tìm hiểu kỹ trước phần quà mà mình đang cần là gì. Nhà chúng ta đang thiếu cái gì để anh em chọn nơi cho phù hợp. Ví dụ như anh em đang cần một chiếc máy hút bụi thì có thể tìm đến Di Động Việt. Còn nếu TV ở nhà chúng ta xem chán quá thì có thể tìm đến Nguyễn Kim. Một TV 32 inch sẽ có ngay cho anh em. Còn nếu lễ lộc sắp đến mà nhà chúng ta chả có gì để quẩy cả thì có thể tìm đến Sephonet. Thêm lưu ý thứ hai đó chính là đang có chương trình thu cũ đổi mới tiết kiệm lên đến 15 triệu đồng. Không đùa đâu anh em ạ. Cụ thể đó chính là ngay từ trước thời điểm đặt trước Note 10 và Note 10 Plus, khách hàng có thể chọn thêm chính sách thu cũ đổi mới tiết kiệm lên đến 15 triệu đồng. Chẳng hạn với Galaxy S10 Plus, Di Động Việt sẽ thu vào ở mức khoảng 10,5 triệu đồng, cộng thêm khoản ưu đãi giảm đó chính là 500.000 đồng. Đặc biệt, hệ thống Di Động Việt sẽ hỗ trợ khách hàng lên đời Note 10 và Note 10 Plus không đền bù tiền. Khoản chênh lệch thu đổi có thể chuyển thành khoản trả góp ở mỗi tháng và có tỷ trọng lãi suất 0%. Ok, và sau đây là tin cuối cùng thì vừa qua Di Động Việt đã phối hợp cùng với Techmart để tổ chức một buổi Tech Offline dành cho những anh em fan yêu công nghệ. Và bên cạnh đó thì anh em cũng đã nhân sự kiện này, chúng ta cũng đã đến tham dự và được chứng kiến sờ mó mò mẫm hai chiếc điện thoại cực kỳ hot, đó chính là Galaxy Note 10 và Note 10 Plus. Chưa hết, anh em còn được gặp và chụp ảnh cùng với các reviewer cực hot trong giới công nghệ và còn được nghe mấy anh chia sẻ. Và thôi thì để biết thêm chi tiết thì anh em cùng hãy xem clip và hình ảnh dưới đây. Và bật mí là có thêm màn thả điện thoại cực hot của Windows nữa anh em nhé. Và đó là tổng hợp tất cả những tin tức nổi bật của Samsung. Các bạn cảm thấy như thế nào? Nếu cảm thấy thích thì đừng quên ấn like, share và subscribe để ủng hộ tụi mình các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.